vụ mùa giống của em 380 tại bến cầu Tây Ninh. Lúa này đang trổ, này trổ bông được, vụ này trổ trổ bông được, đang trổ. Mới mướn ông anh quét, mới lúa lộn, chứ lúa lộn quá, lúa lộn. Hôm nay trổ bông được ha, tương đối tương đối. Cô em 380, em biết giá cho và anh em, tôi biết giá có hy vọng tí xíu thôi. Lúa nghe nói có giá. Mới xịt cửa thuốc máy bay đậu ôn vi khuẩn nấm bệnh dĩ trổ thoát trổ đồng loạt sâu rầy chân phát ngột mẫu ba bay hai bình